Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho ông Bruno Angeles, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam. Tham dự buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và đại diện cán bộ phái đoàn EU tại Việt Nam. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những đóng góp to lớn của đại sứ trong suốt nhiệm kỳ công tác với vai trò cầu nối tích cực, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và EU thời gian qua, kỷ niệm trương là sự ghi nhận và tôn vinh của bộ công thương trước những thành tích xuất sắc của đại sứ đã góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của ngành công thương việt nam đề cập đến sự kiện ký kết thành công hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là bước ngoặt lịch sử, động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và EU lên tầm cao mới toàn diện. Trước sự ghi nhận trân trọng của Bộ Công Thương, Đại sứ Bruno Angeles xúc động bày tỏ đây không chỉ là vinh dự của cá nhân đại sứ mà còn là niềm tự hào và vinh dự chung của phái đoàn EU tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao khi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN và khẳng định luôn ủng hộ quá trình hội nhập của Việt Nam. Đại sứ hy vọng những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam EU sẽ tiếp tục được phát huy tiếp nối phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên